Chào mọi người đã đến với kênh của tôi. Thì khoảng chừng 5-6 ngày vừa qua thì chúng ta thấy dư luận ở trên mạng cũng như là trên một số tờ báo chính thống như là Tuổi Trẻ hoặc là báo Lao Động hoặc là báo Pháp Luật Thành Phố có đưa một cái thông tin đó là thành phố Đà Nẵng đã gác lại vĩnh viễn hay là tạm thời gì đó, tôi cũng không chắc lắm, việc lấy tên hai vị linh mục Công giáo đó là Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes, những người có công rất lớn trong việc tạo ra chữ Quốc ngữ mà chúng ta đang xài đó. Thì thành phố Đà Nẵng tạm không dùng tên của hai vị linh mục này đặt tên đường ở Đà Nẵng, lý do là có cái kiến nghị phản đối của 12 người. Mà tôi đọc thì tôi thấy là 12 người này phó giáo sư rồi tiến sĩ rồi không thôi, nhà nghiên cứu rồi đó. Thì dư luận là ủng hộ những người này thì tôi không biết là nhiều hay ít, nhưng mà phản đối 12 cái người này thì rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là 12 người này dù là phó giáo sư, tiến sĩ hay là nhà nghiên cứu gì gì đó, nhưng họ hoàn toàn không phải là nhà khoa học đúng nghĩa. Họ hoàn toàn không phải là nhà nghiên cứu, bởi vì họ đã vi phạm những nguyên tắc căn bản của một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu. Vậy thì một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu thì có những nguyên tắc nào mà người ta phải tuân theo? Thì để biết được cái này á, tôi đề nghị quý vị đi tìm đọc cái cuốn gọi là Các quy tắc của phương pháp xã học, của một trong những nhà sáng lập của ngành xã học, đó là Émile Durkheim. Thì đối với Émile Durkheim thì cái nguyên tắc, một trong những nguyên tắc căn bản của một người làm khoa học khi phân tích, khi nhìn nhận một vấn đề, một con người nào đó, thì nhà khoa học phải thoát khỏi các tiền niệm. Tiền niệm tức là prenotion, tức là những cái ý định, những cái ý niệm đã có trước ở trong đầu chúng ta rồi. Thì đối với Durkheim thì ông đề nghị chúng ta như thế nào? Là nhà xã học cần phải tự mình thoát khỏi những ý niệm sai lầm đang ngự trị trong trí óc của con người. Ông ta phải trút bỏ một lần cho tất cả cái ách của các phạm trù thường nghiệm này, vốn là những phạm trù mà do thói quen lâu dài đã trở nên có tính chất chuyên chế. Có nghĩa là tại sao? Những cái tiền niệm á, nó ở trong đầu chúng ta. Lâu nay chúng ta có một cái tiền niệm xấu về linh mục, về giới Công giáo. Cho nên bây giờ khi nhìn tới, khi gặp những cái trường hợp mà liên quan tới Công giáo thì người ta lập tức đem những cái tiền niệm, những cái thiên kiến đã có từ lâu nay, và những thiên kiến đó nó chuyên chế là bởi vì nó chi phối cái suy nghĩ của con người ta. 12 người mà kiến nghị không đặt tên đường của hai vị linh mục rõ ràng là những người đã bị chi phối bởi các tiền niệm, và vì vậy họ đã vi phạm nguyên tắc căn bản của một nhà khoa học rồi. Và một cái nguyên tắc nữa nó cũng liên quan tới cái nhà khoa học, đó là chúng ta sẽ xem một cái ông khác, đó là ông Max Weber. Ở đây có cuốn sách Tư tưởng Max Weber đây. Thì một trong những cái nguyên tắc căn bản mà Max Weber, một trong những ông tổ của xã học, cũng là một nhà bách khoa toàn thư về khoa học xã hội, thì ông yêu cầu nhà khoa học phải trung lập về các giá trị. Có nghĩa là nhà khoa học không được suy nghĩ từ trước rằng cái này tốt, cái kia xấu, cái giá trị này cao hơn cái giá trị kia. Do đó, nhà khoa học, một nhà trí thức thật sự là những người phải trung lập về giá trị, tức là anh không được đưa ra những phán đoán giá trị trước khi anh phân tích một vấn đề. Ngay từ đầu anh đã nghĩ Công giáo là vấn đề, người dân tộc thiểu số là vấn đề, thì các cái lập luận của anh, các cái kết luận của anh sẽ đi theo hướng là họ có vấn đề. Tức là anh đã bị rơi vào cái sự khống chế của những cái phán đoán giá trị có từ trước ở trong đầu của các anh rồi. Do đó, khi mà làm khoa học, đặc biệt là ngành khoa học xã hội, thì chúng ta làm sao phải giữ được cái sự trung lập về giá trị để chúng ta mới có thể có cái nhìn khách quan, một cái nhìn đa chiều về các cái vấn đề mà mình đang nghiên cứu hoặc là về những con người mà mình đang xem xét. Còn ngay từ đầu mình đã thiên kiến rằng cái ông này là ông theo tôn giáo này cho ông là rất nguy hiểm, ông kia là người dân tộc kia ông rất nguy hiểm, thì chúng ta sẽ suy nghĩ theo cái mạch đó, và vì vậy thì không khoa học. Do đó mà
12 người kiến nghị không đặt tên cho hai cha Francisco de Pina và Alexander Ross hoàn toàn không phải là những nhà khoa học. Họ là những người đã có thiên kiến ngay từ trước. Họ đã dựa vào những phán đoán giá trị có từ trước để đưa ra kiến nghị. Và vì vậy, những kiến nghị của họ là không có giá trị về mặt khoa học, bởi vì họ không phải là những nhà nghiên cứu, những nhà khoa học khách quan đúng nghĩa của một nhà khoa học. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi, và nếu thấy hữu ích thì xin like và chia sẻ kênh của tôi nhé. Xin chào.